Tết là dịp đoàn viên, là khoảng thời gian đầm ấm nhất của gia đình trong năm, là niềm hạnh phúc sum vầy của người lớn, sự háo hức của trẻ nhỏ. Dù cho bao thế hệ trưởng thành tiếp xúc với nhiều nền văn hóa mới, ý nghĩa của ngày Tết truyền thống vẫn luôn vẹn nguyên trong tinh thần, nếp sống của mỗi người Việt. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi là ăn Tết. Bởi trong dịp Tết, bên cạnh thời gian dành thăm hỏi người thân, bạn bè, quãng thời gian chủ yếu còn lại là dành cho bên mâm cỗ cúng gia tiên, mâm cơm đoàn viên. Chính vì thế, ẩm thực Tết cổ truyền không chỉ là nét đẹp mà còn là truyền thống văn hóa lâu đời cần gìn giữ của người Việt Nam. Cái ngày đầu tiên của một cái Tết lớn mà các cụ chúng ta gọi là Tết Cả. Thế thì cái phong tục của người Việt và cũng có quan niệm của người Việt là cái ngày này là phải thể hiện được cái sự đầy đặn, sự đầy đủ, sự sung túc và cả sự đẹp đẽ để mà gì ạ, để dâng lên tổ tiên. Vì là cái ngày mùng một Tết là cái ngày thể hiện được cái lòng của con người đối với tổ tiên. Nếu như cái mâm cỗ cúng giao thừa thì để đón cái vị đương niên hành khiển, thì cái mâm cơm, mâm cỗ cúng vào mùng một Tết là để mà dâng lên tổ tiên. Và trong cái tâm thức của người Việt thì tổ tiên là một cái gì rất linh thiêng, rất là sâu thẳm, khó có thể mà lấy cái gì so sánh được. Cho nên là bằng cái mâm lễ, mâm Tết, mâm cỗ cúng thì người Việt, từng gia đình người Việt thể hiện cái tấm lòng của mình với tổ tiên. Mâm cơm ngày Tết mỗi vùng miền đều có nét đặc trưng, độc đáo riêng, được hình thành do đặc điểm khí hậu, phong tục tập quán đa dạng của người dân trên giải đất hình chữ S. Tuy nhiên, dù có khác nhau về hình thức, dù nhiều hay ít các món ăn, thì mâm cỗ ngày đầu xuân của các gia đình ở mọi miền Tổ quốc đều thể hiện tấm lòng thành kính với Tổ tiên, thể hiện ước mơ sum họp, hạnh phúc và cầu một năm mới no đủ, may mắn. Người miền Bắc đón Tết bằng những món ăn giàu năng lượng, nhiều chất béo như bánh chưng, giò lụa, nem rán, canh măng chân giò, thịt nấu đông. Chiếc bánh chưng xanh vuông vức là thứ không thể thiếu trong mâm cơm chào xuân. Có thể thấy, dù là mâm cỗ của người miền Bắc hay người miền Nam hoặc các tỉnh thành trong cả nước, mâm cỗ có thể khác nhau về hình thức, nhưng vẫn thể hiện lòng thành kính thiêng liêng đối với tổ tiên. Để rồi cứ luân hồi, năm hết Tết đến, mọi người lại trở về với mâm cỗ ngày Tết thân thuộc từ ngàn xưa tới nay, đã chiếm một vị trí quan trọng trong mỗi gia đình dân tộc Việt Nam. Vào ngày mùng 1 Tết thì là phải làm mâm cơm, đúng không? Để mà thờ cúng tổ tiên. Và thực ra là mời tổ tiên về ăn cái Tết với mình. Tết là một năm tổng kết cái năm cũ và hy vọng cho một cái năm mới tốt đẹp. Đấy là lý do cái ngày Tết, bữa cơm, bữa cúng sáng ngày mùng 1 Tết nó rất là quan trọng. Cỗ Tết quan trọng nhất là mâm cỗ tất niên chiều 30 và mâm cỗ của buổi sáng mùng 1 Tết
hay còn gọi là ngày Tết chính. Trong đó, mâm cỗ Tết truyền thống ngày mùng 1 Tết của người miền Bắc thường có 4 bát, 6 đĩa. Với nhà khá giả thì nhiều hơn, 8 bát, 8 đĩa. Mâm cỗ thường được chuẩn bị rất cầu kỳ, theo đúng quy cách, đủ lệ, đủ món. Đặc biệt, trên mâm cỗ tất niên luôn có một đĩa xôi gấc, như thể hiện mong ước được nhiều may mắn trong năm mới. Mà cái phần mặn thì bắt buộc nó phải có những cái món như thế này. Cái thứ nhất là cái con gà sống hoa. Gà sống hoa là luộc. Vì con gà sống là nó báo hiệu cho ánh sáng, cái sinh khí. Mà ngày mùng 1 Tết là cái ngày đầu tiên thì phải thể hiện được cái con gà bằng con gà sống hoa đó. Bên cạnh đó còn phải có cái xôi gấc tượng trưng cho cái sự may mắn. Rồi nó có thịt đông và nó mà theo cái tùy từng điều kiện của từng gia đình, tùy từng địa phương nó có bao nhiêu bát, bao nhiêu đĩa, tức là có bao nhiêu đĩa thịt và bao nhiêu bát canh nấu. Theo truyền thống, mâm cơm đầu năm của người Việt thường có 4 bát và 4 đĩa. 4 bát gồm bát ninh, bát măng hầm giò lợn, bát mọc, bát miến. 4 đĩa gồm đĩa thịt lợn, giò chả, nem thính, có thể thay bằng đĩa xào, dưa muối. Ngoài ra còn có một đĩa xôi, hay bánh chưng và bát nước chấm. Tổng cộng là tròn 10 món. Mâm cơm đầu năm của người miền Bắc thường được chuẩn bị rất công phu, kỹ càng. Thịt gà phải là thịt gà trống choai, được lựa chọn cẩn thận. Màu gà, hình dáng gà, đặc biệt là cựa gà. Người Việt Nam quan niệm, cựa gà có đẹp thì cả năm mới sung túc, ấm no. Đặc biệt, trong mâm cơm ngày Tết, không thể thiếu được đĩa dưa hành vàng óng, thơm lừng. Dưa hành không chỉ để ăn kèm với thịt luộc mà còn là một món ăn rất tốt cho sức khỏe trong dịp Tết. Bên cạnh đó, mâm cơm ngày Tết phải có đầy đủ các vị, vị mặn của nước chấm, vị cay của ớt, vị chua của đĩa dưa hành, vị ngọt của bánh. Tất cả tạo nên một mâm cơm sum vầy, no đủ. Với sự chuẩn bị cầu kỳ, kỹ lưỡng, mâm cỗ ngày mùng 1 Tết có ý nghĩa tâm linh to lớn. Bởi các món ăn có trong mâm cơm, màu sắc của thức ăn cho đến cách bày biện đều thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Mâm cơm đầu năm mới trước để cúng thần linh, sau là để cúng ông bà tổ tiên để xin lộc. Hết tuần hương, mâm cơm được dọn cho cả nhà cùng ăn. Với ý nghĩa hưởng lộc của thần linh, tổ tiên phù hộ, cả năm không đau ốm, con cháu học hành tấn tới, làm ăn phát đạt, gia đình thuận hòa, tránh mọi tai ương. Người Việt quan niệm là trời đất luôn vận hành. Trời, các yếu tố là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ luôn vận hành, để cho nó tạo ra cái sự uyển chuyển, sự đều đặn. Và cái năm mới mà người ta làm các món ăn mà có cái màu sắc tượng trưng cho ngũ hành đó, thì người từng gia đình tin rằng là các công việc trong năm của gia đình đó, của bản thân, thì nó sẽ được vận hành một cách uyển chuyển, một cách tốt đẹp và đạt được những cái thành công. Các món ăn trong mâm cỗ của người miền Bắc cũng có màu sắc hài hòa. Rau quả xanh tươi của hành mộc thể hiện sự tươi mới của mùa xuân. Màu đỏ tức hành hòa, màu của thịt thà, nem chả mang đầy năng lượng cho cuộc sống. Màu vàng tức hành thổ, từ sắc vàng như bánh mứt thể hiện sự an lành. Màu trắng tức hành kim, của các món bún, cơm, xôi, bánh tráng, tượng trưng cho sự vững chắc, bền bỉ. Và màu nâu sẫm,
màu đen tức hành thủy của các loại nấm, tóc tiên, tượng trưng cho sự may mắn, hanh thông. Màu sắc ngũ hành có đủ trong mâm cỗ Tết thể hiện sự ước mong điều tốt lành trong năm mới. Người Việt thường lấy cái số 5 để biểu hiện cái màu sắc, cho nên ta mới gọi là ngũ sắc. Thì nó có rất nhiều cái nguyên vật liệu, cái đồ ăn để thể hiện cái ngũ sắc đó. Ví dụ bánh chưng xanh đã thể hiện rồi, con gà, thịt gà màu vàng và các loại bánh nó cũng đã thể hiện như bánh cho, bánh cốm, rồi các ngay trong một cái bát canh thì người ta cũng bát canh nấu á, người ta cũng cố gắng tạo ra các màu sắc khác nhau. Ví dụ có món su hào màu trắng, rồi có cái món cà rốt màu vàng, rồi có những các màu món cái mộc nhĩ hoặc nấm hương vân vân, để người ta tạo ra các màu thể hiện cho cái sự vận, cái ngũ hành, cái sự vận hành của trời đất. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mâm cỗ ngày mùng 1 Tết còn có giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao để chuẩn bị cho một năm mới đầy sức khỏe, an lành. Về giá trị dinh dưỡng thì phải nói đây là một bữa cơm có lẽ là đa dạng nhất trong một năm, và nó nhiều loại thực phẩm thì nó đa dạng, và vì vậy nó cung cấp được đầy đủ các cái chất dinh dưỡng. Có thể thấy, sum vầy bên mâm cỗ đầu năm không chỉ đơn thuần được thưởng thức các món ăn, mà còn thể hiện ý nghĩa của sự đoàn viên, may mắn.